18 giờ 30 ngày 25 tháng 5, bà Nguyễn Phương Hằng đã lên sóng livestream tiếp tục series bóc phốt của mình. Livestream này của bà Hằng được hứa hẹn có rất nhiều hấp dẫn xoay quanh những cái tên hàng đầu của showbiz Việt hiện nay. Theo đó, những nhân vật lẫn câu chuyện liên quan trong drama những ngày gần đây đều sẽ xuất hiện trong livestream của bà Phương Hằng, cụ thể như nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Hồng Vân hay Trang Khang. Nhờ nhá hàng hàng loạt những nội dung hấp dẫn, livestream của bà Hằng nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Chỉ cần lướt mạng xã hội, hàng loạt những hình ảnh dân tình ngồi hóng biến vô cùng hài hước. Hiện tại, sự việc vẫn đang được mọi người quan tâm và chú ý.